Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con, cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui, hạnh phúc. Trong video hôm nay, Phương Văn xin phép chia sẻ về những nhân vật trong kênh của chị Hằng Cali. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì còn rất là nhiều người sân si đố kỵ với cha Hằng Cali và luôn nói rằng Hằng Cali chỉ có lợi dụng những người vô gia cư thôi chứ không giúp được ai lên bờ. Chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng đã theo chị Hằng Cali cũng nhiều năm nay đó, thì chúng ta thấy là không phải là giúp cho những người đó hoàn toàn trong cái thời gian ngắn, mà chúng ta thấy là đôi khi năm dài tháng rộng, đâu đó chị Hằng Cali vẫn cưu mang giúp đỡ nhiều người vô gia cư, cũng như là những người mà đã từng khổ thì mới gọi đến chị Hằng Cali giúp đỡ. Thì trong chương trình mà Phương Văn đã theo dõi chị Hằng Cali từ trước tới giờ là toàn là những người mà chị Hằng được chị Hằng Cali giúp đỡ thì họ rơi vào cái thứ nhất là cái tệ nạn xã hội, thứ hai là cái hoàn cảnh nào đó vô cùng khó khăn mà bế tắc. Trong cái cuộc sống hiện tại thì người ta muốn cần sự yêu thương giúp đỡ của ai đó, mà ở trên đất nước Mỹ thì quý vị khán giả thấy là hiếm có ai mà làm việc đó. Thì chị Hằng là một trong những người mà làm YouTuber, quay những người vô gia cư và giúp đỡ những người khó khăn như thế. Thì quý vị khán giả thấy là ở Mỹ có mấy ai làm được như vậy, đếm đi, đếm trên đầu móng tay đi, chứ không có nhiều người đâu. Thì cái câu chuyện của chị Hằng á, hiện tại thì còn rất là nhiều người của vay bảo là không giúp ai lên bờ được. Thì quý vị khán giả cũng điểm sơ qua đây, trước đây em Cường ở vỉa hè 7 năm vô gia cư thì chị Hằng cũng cưu mang giúp đỡ, giới thiệu tạo cho công ăn việc làm và đồng thời hướng dẫn làm YouTuber. Đã thành công, kêu gọi khán giả ủng hộ. Để cái người thứ nhất, cái người thứ hai mà Phương Văn biết nữa đó là em Cường. Thì quý vị khán giả thấy là, cái người thứ hai đó là anh Lộc. Đó, anh Lộc cũng đã rơi xuống suối. Thì chị Hằng Cali cũng nhiều lần cưu mang giúp đỡ và tạo cho có cái duyên để gặp một người bạn gái của mình. Và cũng hướng dẫn cho làm YouTube. Đó, sau này anh Lộc ảnh rất là thành công trong việc mà làm YouTube. Tới 20 mấy hàng sụp thì bà con cô bác đều thương, đều ủng hộ cho anh Lộc. Và em Cường cũng thời điểm đó cũng 20 mấy hàng sụp. Thì thấy là cái sự yêu mến của quý bà con bên kênh chị Hằng Cali giúp đỡ những người mà chị Hằng đã kêu gọi để giúp đỡ đó. Thì bà con vô cùng là ủng hộ. Tại vì mỗi một người có thể là chung tay giúp một ít. Quý bà con thì có những mạnh thường quân, nhà hảo tâm thì giúp đỡ tài chính trong cái bước đầu khó khăn. Rồi chị Hằng cũng giúp đỡ để tìm kiếm công ăn việc làm và giúp đỡ cho hướng dẫn làm YouTube. Thì những người khán giả còn lại là giúp đỡ cho những người đó là bằng cách là đăng ký, sub ra để xem nhiều. Đó, và cái nhân vật hôm nay Phương Văn muốn nói tới đó là chị Hiệp. Và chị Hiệp hiện tại có cái kênh là Hiệp Nguyễn Family đó quý bà con. Chắc có lẽ là quý khán giả cũng đã từng biết được cái lúc mà thời điểm chị Hiệp á, là rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc. Chị thì một mình mà nuôi 2 con nhỏ, và trong cái thời điểm đó là chị Hiệp lại là bị bệnh ung thư. Đã, bị bệnh ung thư mà trên đất Mỹ là không có người thân. Thì lúc đó là mới gọi tới chị Hằng Cali để giúp đỡ. Chị Hằng cũng là đi tới lui rồi đưa bệnh viện này kia nọ. Thì trong cái giai đoạn từ từ chị Hiệp chị ổn định lại sức khỏe và vẫn là uống thuốc. Tại vì cái bệnh mà phải điều trị theo bác sĩ, theo dõi, bác sĩ theo dõi hàng ngày, hàng tuần cũng như hàng tháng, cho thuốc men này kia nọ, nói chung là đang theo dõi về sức khỏe. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì chị Hiệp đã tương đối ổn định, một mình nuôi 2 đứa con ở trên đất Mỹ. Thì quý vị khán giả thấy là vô cùng khó khăn, phải nói là đôi lúc bệnh hoạn, không biết bám víu vào ai. Một cái cuộc sống vô cùng khó khăn khi mà chênh vênh ở nước Mỹ như vậy. Thì quý vị khán giả thấy là khi mà có duyên gặp được chị Hằng Cali, phải nói là một cái điều mà những ai mà rơi vào cái khó khăn, những cái lúc mà bế tắc nhất thì gọi đến chị Hằng Cali là chị Hằng sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Và chị Hiệp cũng được vợ chồng chị Hằng Cali hướng dẫn cho làm YouTube. Quý bà con thấy là ví dụ như các anh chị được hướng dẫn làm YouTube đó, thì làm những cái cơ bản thôi. Ví dụ như là biết quay, biết up lên thôi. Chứ còn những cái còn lại, giống như chuyên nghiệp như mấy anh chị khác, thì từ từ chúng ta học hỏi. Chứ bây giờ thì nhiều anh chị mà biết làm YouTube vậy nó cũng đã là quá quý rồi. Quý vị khán giả thấy không? Chị Hiệp cũng được chị Hằng Cali giúp đỡ. Và đồng thời cũng là một cái duyên là trước đây một anh, mà bây giờ chị Hiệp Nguyễn Family gọi cái người bạn này là ông Bục đó quý vị khán giả. Thì trên màn hình quý vị khán giả đã thấy là hình ảnh của ông Bục gọi điện thoại cho chị Hiệp. Và hình ảnh chị Hiệp như thế này ngày hôm nay thì rất là mặt mày, rất là tươi tỉnh và có cái động lực trong cái cuộc sống để vươn lên. Quý vị khán giả thấy là chị cũng là một trong những người được chị Hằng Cali giúp đỡ. Như vậy thì chỉ sơ ba người này thôi đó, thì quý vị khán giả thấy còn một người nữa, đó là ca sĩ Phi Vũ cũng được chị Hằng Cali giúp đỡ hướng dẫn làm YouTube. Như vậy còn nhiều người trước nữa thì Phương Văn không có không biết, nhưng mà quý vị khán giả thấy là đó là những người mà làm YouTube đó ha, hướng dẫn làm YouTube. Rồi còn những người kia thì không có làm, nhưng mà cũng được chị Hằng Cưu Mang giúp đỡ, cũng được bà con cô bác động viên, chia sẻ, ủng hộ tinh thần và tài chính trong những ngày đầu để vượt qua khó khăn. Thì những người đó có một số người thì có cái cuộc sống ổn định, đi làm. Và còn một số người thì bản thân mình không vượt qua chính mà bản thân mình lại rơi vào xuống suối nữa. Chẳng hạn như em Sĩ. Lúc trước thì thấy em Sĩ ở nhà chị Hằng Cali, trời ơi dễ thương dễ sợ luôn á. Rồi cái gì cũng dạ út sỉ trong gia đình. Và bỏ được cai nghiện. Thì không bao lâu út sỉ lại rơi vào xuống suối nữa quý vị khán giả. Đó là chính bản thân mình không vượt qua được cái thử thách. Và biết bao nhiêu người cứ vào ra như vậy. Bản thân mình phải chiến thắng, phải cố gắng hết sức. Mấy chục năm trời, bao nhiêu năm. Xin chào chị em phụ nữ nha. Ngồi đây Cảnh Cũng hồi xưa luôn giới thiệu hai cái loại sản phẩm mới. Đó là một cái loại tông lơ dùng cho mặt cho quý vị khán giả. Đây là một bước không thể thiếu trong trang điểm là để dưỡng ẩm nè, làm bóng da, làm mềm da và đẹp giống như da em bé luôn quý vị khán giả. Đây là một cái chai 280.000 mà chúng ta xài cả năm luôn. Một trong những sản phẩm dùng trong thẩm mỹ viện Hoài Anh, là một trong những thẩm viện nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh về làm đẹp da, chăm sóc da chị em phụ nữ. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cái sản phẩm khác, đó là cái sản phẩm dùng để trắng cho body. Ví dụ như hai cái chai này, hai cái hũ to này chỉ có 800.000 thôi. Quý vị khán giả thấy đây là cái hộp Phương Văn dùng trong cái thời gian vừa qua. Quý vị khán giả thấy một cái chai to, hũ to nè. Khi chúng ta dùng cổ, dùng tay giống như vậy nè. Đó, da mình luôn luôn trắng mịn, dùng giống như là da em bé, thời gian sau trắng hơn da mặt luôn. Luôn lúc nào cũng thơm tho và xinh xắn. Yêu đời nha. Giống như anh Quyền, mười mấy năm ở trong trại, tới chừng ra rồi thì không cất đầu lên nổi, cũng lại rơi vào cái tệ nạn xã hội như vậy. Thì thử hỏi đi, chị Hằng Cali giúp trong một cái giai đoạn nào đó thôi, chứ không phải người ta giúp mình cả cuộc đời này. Cho nên những người đó phải tự biết lúc mà tỉnh á, phải tự biết mình đứng lên làm lại cuộc đời. Người ta là người dân mà người ta giúp đỡ mình như vậy, có nghĩa là phước báo của mình hồi đời nào ở kiếp trước còn lại mới được gặp gỡ. Chứ còn bây giờ nếu không gặp chị Hằng, gặp những người khác đó, người ta có giúp đâu. Người ta không làm chương trình như vậy, người ta không giúp được. Và nhiều người thì bây giờ sanh sôi đố kỵ với chị Hằng Cali, chỉ chửi không à, chỉ nói không à, mà không hề ra tay để giúp bất cứ một người nào. Đó, bây giờ anh Quyền đó là cái người mà khán giả vô cùng bức xúc và thương cho chị Hằng đến nỗi mà giận chị Hằng luôn. Có khán giả nói rằng là nếu như chị Hằng mà còn chứa chấp anh Quyền nữa thì khán giả tẩy chay luôn. Đó, thực sự cái câu nói của khán giả rất là mạnh. Mạnh vì sao? Vừa giận mà vừa thương chị Hằng. Vừa thương mà vừa giận. Nói chung là không muốn chị Hằng phải liên lụy khổ nữa. Và không có muốn là liên lụy tới những anh em trong gia đình nữa. Cho nên là khán giả không muốn chị Hằng chứa chấp anh Quyền trong nhà nữa. Tại vì có quá nhiều cơ hội rồi. Ổng không phải là người hiền. Ổng ăn ở nhà người ta mà ổng lên cơn, ổng chửi thề không. Nói thiệt, mấy người đàn ông, Phương Văn cũng nói câu này nhiều lần, mấy người đàn ông, chị Hằng còn kiềm chế được, mấy người đàn ông người ta nóng tính là người ta đấm cho ông Quyền bay xuống suối luôn, chứ đâu có ở đó. Chửi thề. Đó. Ủa làm gì mà chửi thề người ta? Cô mang giúp đỡ rồi, bây giờ tạo phản rồi chửi, nhắm chịu nổi không? Không có ai là gì là rộng lượng từ bi đến nổi như vậy. Trời đất ơi, mà người ta giúp đỡ mình thương mình người ta thương mình như vậy, mình phải cúi đầu mình dập mình lại người ta, chứ đừng có nói mà đứng ngoài mà không vừa ý là chửi, mắt thì trợn lên trợn xuống. Đó, thì Phương Văn nói là nhiều người bây giờ cũng đang chửi chị Hằng. Nào là sao sẹt nè, anh em chín suối nè. Đó, nói tới anh em chín suối thì quý vị khán giả còn nhớ đó. Rồi, Trang La Le nè. Tứ đại mỹ nhôi nè, chị đạo diễn nè, vân vân, còn râu rìa rễ má thì sau này còn mọc lên dài dài nữa. Quý khán giả, chị già Cali rồi đó. Thì những người đó bây giờ nói chửi không mà không có đem những người đó về. Phải chi mà mình làm không được thì mình ủng hộ tinh thần cho chị Hằng Cali để người ta làm. Phương Văn nói rồi, việc chị Hằng Cali làm kiếm tiền YouTube là công ty YouTube nó trả, chứ mình không có trả, cho nên mình chỉ ủng hộ tinh thần người Việt Nam mà rơi vào cái tệ nạn xã hội như vậy. Mình cũng mong muốn cho người Việt của mình đã là làm lại cuộc đời trên đất Mỹ. Và quay trở lại câu chuyện của chị Hiệp, thì tới ngày hôm nay quý khán giả thấy là chị Hiệp cũng gặp bạn trai của mình là nhân vật từ kênh của chị Hằng qua. Khi mà chị Hiệp á, là lúc mà bệnh tật này kia nọ gọi chị Hằng giúp đỡ, thì cái anh này ảnh lại xuất hiện là cũng nhờ chị Hằng để qua gặp gỡ đặng giúp cho chị Hiệp trong cái thời gian qua. Và cuối cùng thì tình cảm phát triển họ lại có những cái đổ vỡ, quay trở về nương tựa với nhau mà sống. Đó, quay trở về cuộc sống cái đời thường này. Tại vì trước đây chị Hiệp cũng từng chia sẻ là dang dở và cái cuộc đời vô cùng khổ sở, và cũng là không có nghĩ tới là tìm một người đàn ông nào khác. Nhưng mà rồi thì trong lúc bệnh hoạn cũng như là anh này cũng quan tâm chăm sóc, thì cái sự đồng cảm và cuối cùng sống với nhau. Đó, thì chị Hiệp chị rất là thật thà chất phác nha quý vị khán giả. Phương Văn coi cái video mà chị tâm sự vì sao chị không biết chữ đó. Đó, phải nói là nói cái từ không biết chữ thì chị tự ghi, chứ không ai dám nói là chị Hiệp không biết chữ. Cho nên là chị không biết chữ tiếng Anh là đúng, tại vì chữ tiếng Anh là không biết rồi. Đó. Còn chữ tiếng Việt thì chị cũng từng chia sẻ luôn, chị mới học lớp 4. Nhưng mà cái việc mà chữ nghĩa chị không rành thôi, trong công ăn việc làm rất là tháo vát, nhanh nhẹn, nuôi được con như vậy là chị quá giỏi. Chị quá giỏi luôn đó, một mình mà nuôi hai đứa con, sống trên đất Mỹ mà tự bươn chải để nuôi. Đó, làm nghề tóc, làm nghề neo, rất là thành công. Bản thân mà nỗ lực hết sức trên đất Mỹ như vậy là chị quá giỏi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái sự thật thà, chất phác của chị Hiệp, và đồng thời được chị Hằng Cali giúp đỡ để làm kênh YouTube như vậy. Có phải là chị Hằng giúp đỡ được nhiều người vượt qua cái khó khăn không? Như vậy thì những người sân si đố kỵ còn nói chị Hằng là không có giúp ai được lên bờ, không có giúp được hoàn cảnh nào, thì thấy đi, có giúp được hay không. Và ngày hôm nay thì Phương Văn cũng xin nói, tại vì khi mà xem qua cái video gần đây của chị Hiệp là với ông Bục này đã, thì chị Hiệp với ông Bục này đã không còn nữa, không phải chia tay. Thì trong cái video đó cái anh Bục này gọi là anh Bục, tại vì chị Hiệp gọi anh Bục thì mình gọi anh Bục, không có muốn gọi tên. Đó, thì khán giả chắc cũng biết rồi, nhìn mặt là biết ha. Khi mà về ở với một người phụ nữ đã có cuộc đời người ta đã là long đong lận đận rồi, coi như là người phụ nữ giống như là lục bình trôi vậy đó quý vị khán giả. Đôi khi trông nhờ đục chịu, chứ biết làm sao. Đó, thì gặp được anh này tính đâu là cái cuộc đời của mình cũng được cái tình cảm mà thương yêu thật sự để về sống với nhau. Nhưng mà cuối cùng cái anh này lại đi, đàn ông không rơi vào tệ nạn này thì rơi vào tệ nạn khác, thì cũng không bao giờ mà nên nhà nên cửa, cũng là hạnh phúc đổ vỡ rồi tan nhà nát cửa mà thôi. Anh này là ảnh nghiện rượu, nghiện bia, mà sống mà cứ uống bia uống rượu lên là chửi không biết trời đất gì hết trơn. Thì Nghĩ đi, một người đàn ông mà đã lên cơ nghiện rồi, nghiện rượu rồi uống vô thì say xỉn. Thì quý bà con, cô bác thấy là những ông mà say xỉn có cái ông nào mà được đàng hoàng nội cái tướng đi không? Xỉn vô, uống bia uống rượu, xỉn vô thì coi như là đi chữ M không? Đó, đi vẹo lên vẹo xuống, vẹo lên vẹo xuống vậy đó. Thì cái anh này sống chung nhà với chị Hiệp mà tối ngày là uống bia, mà uống bia lên cơn bắt đầu chửi con là sáng nhà sáng cửa luôn đó. Khi nào rồi mới tỉnh đó. Trong cái video này thì ảnh năn nỉ chị Hiệp cho ảnh một cái cơ hội lần cuối để quay trở về. Nếu như mà chị Hiệp mà không quay lên để cho cộng đồng mạng biết thì chắc có lẽ là cũng không ai biết về cái việc mà anh này ảnh quay lại anh năn nỉ. Nhưng mà đây là chị Hiệp chị công khai, chị đã quay lên để cho mọi người biết cái sự đồng cảm. Nếu như những người như này, thực sự nhiều bà con trong cái video đó Phương Văn đọc nhiều cái bình luận thì thấy đa số bà con cô bác là khuyên chị Hiệp là không nên cho anh ấy quay về. Tại vì anh ấy là không có bỏ được, nghiện bia, yêu cầu có chất kích thích vào, có bia có rượu vào thì coi như đầu óc thần kinh là căng thẳng, là bắt đầu chửi đó. Mà chửi người ta thì nói là trong cơn say là chửi, mà một tháng ổng say hết 30 ngày thì còn ngày nào ổng không chửi đâu. Như vậy thì nếu mà một người đàn ông tốt mà khi mà gặp nhau thì người ta đã dù cho đi một bước người ta cũng cảm thấy đau lòng. Còn cái này thì một người đàn ông như vậy thì người ta trông cho đi khuất mắt luôn, đi khỏi cuộc đời của người ta luôn, cho người ta khỏe. Chứ tội vạ gì phải gánh một người đàn ông vô và như vậy chứ đâu cho khổ. Đó, bản thân mình mà cha mẹ mình nâng niu như trứng hứng như qua rồi có ai chửi bới mình đâu, mà có thằng chồng về bắt đầu nó chửi hết người này chửi người kia. Thật sự ra chị em phụ nữ chúng ta thì rơi vào cái trường hợp bị chửi đó rất là nhiều, chửi rất là nhiều, gặp mấy ông chồng thô bạo rồi là chửi. Hiếm có người phụ nữ nào mà ví dụ như là chống cự lại, rồi hiếm có người phụ nữ nào mà dứt bỏ ra đấy. Cho nên là phải chịu đựng nhiều năm rồi cuối cùng không nổi mới bung, chứ không phải mới mà người ta bung đâu đó. Cho nên là những ông đàn ông nói đây, xin lỗi, nếu mà có va chạm thì thông cảm bỏ qua cho Phương Văn. Ở đây là nói giống như là cái sự thật, và đồng thời nói chung chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta là chúng ta hiểu. Khi nói sự thật thì sự thật lại mất lòng, nhưng mà thôi cũng nói. Đa số những người đàn ông lại là có những người rất là thương yêu vợ con, tôn trọng, nhưng có những người say xỉn về chửi thề không, chửi bất chấp vợ con. Như vậy họ không có nghĩ rằng cái người đối phương của mình nó tổn thương tới cỡ nào. Thật sự nhiều người đàn ông tốt á, khi mà có một cái chuyện gì để vợ con người ta lo lắng, người ta thương yêu, người ta đau lòng, không muốn anh ấy bước ra đi đó. Còn những người mà hư hỏng là rượu chè cờ bạc rồi gái gú, nói chung là tứ đổ tường, thì rơi vào những cái tệ nạn xã hội đó. Thực sự cái người phụ nữ người ta không chịu đựng nổi, người ta muốn người đàn ông đó bước ra khỏi cuộc đời của người ta càng nhanh thì càng tốt, để người ta đi tìm được một người đàn ông tốt. Tại vì trên đời này cũng tại vì mình không có duyên, mình không gặp. Nếu mà mình gặp được người đàn ông tốt thì sẵn sàng thôi đó. Như vậy thì tại sao những người phụ nữ lại chịu đựng đắng cay như vậy? Tại vì họ còn vướng con cái, ví dụ như là suy nghĩ nhiều lắm. Nào là con nó có đầy đủ cha mẹ, thành ra cái người phụ nữ của chúng ta luôn luôn đau khổ là như vậy. Khi mà chồng rơi vào trong những cái tệ nạn xã hội đó, biết được là đau khổ rồi, mà càng ngày càng lún sâu luôn nữa, là đến lúc mà người ta bị chai lì thì người ta không còn chịu đựng được nữa, cho nên phải phất áo ra đi. Giống như vợ anh Quyền đó, vợ anh Quyền đó quý khán giả đó, thì vợ anh Quyền cũng phải ở với anh Quyền cũng 2 đứa con, mà cuối cùng anh Quyền ảnh coi như là ảnh là cái người đàn ông mà hư hỏng, thành ra đâu có vợ con nào chịu nổi, cuối cùng phải phất áo ra đi, đi tìm hạnh phúc mới. Tại vì tương lai mình còn dài mà. Còn bây giờ nếu mà sống tới ông Quyền tới bây giờ thì coi như cuộc đời cũng xuống suối vậy thôi, chứ có khác gì đâu. Bây giờ mấy chục năm rồi đó, quý khán giả thấy không? Ở trên đất Mỹ mấy chục năm rồi mà không có làm được nên sự nghiệp tương lai gì, mù mịt tới ngày hôm nay, ăn nhờ ở đậu nhà chị Hằng Cali mà còn tạo phản, mà còn chửi như kiểu đó thì ai mà dám chứa. Như vậy ông có về Việt Nam ai chứa ông nổi không? Con ông cũng không chứa nổi, con ông còn con dâu à. chửi lạng quạng cho nó cho lên đường à. Con dâu là con của người ta, mình có quyền mà đừng chửi người ta. Đó, chửi vợ, vợ còn bỏ đi luôn, chứ đừng có nói mà về nhà mà con dâu nào mà chịu nổi. Chứ nó cho ra đường, vô quyền vậy là cho ra đường. Đó. Thì quý vị khán giả thấy là hiện tại chị Hiệp cũng đang là một cái đau khổ trong cái cuộc tình này. Đó. Nếu như mà người ta lấy nhau, người ta nương tựa vào nhau, cùng nhau lo cho cuộc sống đời thường này thì hạnh phúc đâu có ai làm như vậy. Hạnh phúc không ai chia tay, hạnh phúc không ai cấm anh ấy quay về. Nhưng mà bây giờ quay về mà mỗi lần quay về như vậy rồi uống rượu uống bia lên như vậy thì ai chịu nổi. Chị Hiệp chỉ đã chia sẻ đó, trong cuộc đời này mà gặp được chị Hiệp là quá may mắn rồi, còn nếu mà gặp người khác không ai chịu nổi. Mà đến lúc rồi chị Hiệp cũng chịu không nổi. Một người đàn ông gì quá hư hỏng thì còn có cơ hội nào tìm đường về nữa. Thì quý vị khán giả thấy đọc trong cái bình luận của chị Hiệp tất cả đó, có ai mà ủng hộ cho cái anh này ảnh quay về đâu. Không, nhiều cô chú bác cũng trải qua tình trường rồi khuyên chị Hiệp là không nên quay về lại với anh này. Thấy cuộc đời khổ, cuộc đời mình đã khổ đăng đẳng rồi, bây giờ quay lại với anh này, người ta thương yêu, người ta giúp đỡ, cùng nhau lo lắng cho sống vui vẻ hạnh phúc thì người ta còn có tinh thần động lực để người ta đi làm kiếm tiền. Còn cái này sống mà tối ngày bị đai nghiến rồi bị chửi như vậy, uống rượu bia vô là phá đập đồ rồi chửi, coi như giống như thằng khùng vậy thì làm sao mà sống nổi. Mà một tháng 30 ngày thì uống bia rượu hết 30 ngày rồi, còn những ngày nào mà tỉnh táo, đầu óc tỉnh đâu. Mà uống vô thì cái thần kinh nó bị ức chế như vậy rồi chửi. Chửi như vậy thì thôi gì chị Hiệp chỉ ở một mình chị, để cho đầu óc chị vui vẻ đi làm kiếm tiền đặng nuôi con. Đó, thấy thảnh thơi không? Mà chị Hiệp chị rất là giỏi đó, một mình trên đất Mỹ mà đi làm nail nè, rồi hớt tóc nè. Đó, quý bà con thấy thì tạo lập được cái kênh do chị Hằng Cali hướng dẫn giúp đỡ quá tốt. Phương Văn nói thật chứ quý khán giả nha, ít có ai mà giúp đỡ mình rồi hướng dẫn mình làm kênh YouTube rồi nộp đơn bật kiếm tiền cho mình nữa để cho mình kiếm tiền. Đó, người ta giúp tới đó rồi. Phải nói những người mà gặp được chị Hằng Cali là phước báo, kiếp trước còn để lại kiếp sau, chứ không gặp được người như vậy đâu. Hiện tại người ta không ai mà chỉ mình cho tận răng vậy đâu quý khán giả, không ai chỉ mình đâu. Đó, không ai chỉ mình, phải đi học chứ không ai chỉ mình chứ. Người ta có chỉ những cái cơ bản có thể thôi, còn bản thân mình ví dụ làm YouTube lâu dài, từ từ mình có kinh nghiệm rồi từ từ mình học hỏi, rồi từ từ có những người. Vì sao hiện tại trên cộng đồng mạng hiện tại rất là nhiều người ta đào tạo cái chương trình mà làm YouTube từ A tới Z. Đó, thì quý khán giả đã thấy Phương Văn cũng đã từng đào tạo cho một số anh chị muốn làm YouTube chuyên nghiệp. Tại vì khi mà trên màn hình đó chúng ta thấy nếu mà mình quay bình thường mình up lên thì không có chuyện gì để nói. Thì up lên nó trống trơn như vậy, nó không có logo, nó không có chữ chạy, nó không có cái thumbnail, và làm sao mà làm được như vậy Mình học hoài không có được. Thực sự Phương Văn nói nếu mà không qua một khóa học thì làm khó được lắm. Những người mà người ta đã đi qua, người ta làm đẹp như vậy là người ta đã học hết à. Chứ không ai không học mà làm được. Cho nên là những người làm từ từ rồi học hỏi, rồi mỗi một ngày học một chút rồi sẽ thành công như vậy. Đó, YouTube nó mở rộng cho tất cả quý khán giả, mọi người hết. Cho nên ai có đề tài nào thì cứ làm. Mọi người không có trả tiền mà YouTube nó trả tiền. Vì sao nó bán được quảng cáo? Mà nó bán được quảng cáo thì nhờ các doanh nghiệp, người ta làm ăn kinh doanh này kia nọ, người ta phải đăng ký quảng cáo. Quảng cáo để là rất là nhiều bà con cô bác cộng đồng mạng trên toàn thế giới này biết họ. Đó, thì họ cũng được lợi, họ bán được nhiều sản phẩm thì công ty YouTube nó được tiền. Mà nó được tiền thì nó nhờ ai? Nó nhờ những người làm YouTuber lại, nó trả lương lại. Đó, thì nói chung là bây giờ thời đại công nghệ phát triển rồi thì mình tận dụng cái cơ hội này mình làm, không ai được quyền cấm cản. Còn việc mà nói về bình luận của khán giả đó thì công ty YouTube nó cho hết tất cả mọi người bình luận, và trừ khi cái chủ kênh đó khóa bình luận là mình không bình luận được thôi. Cho nên bà con cô bác nếu như là thương yêu ai, giúp đỡ ai là đăng ký kênh. Đăng ký kênh coi như một ngôi nhà chung của YouTube. Thì mong quý bà con hãy ủng hộ chị Hiệp, giúp đỡ chị bằng cách là đăng ký rồi ủng hộ lượt xem để cho chị làm có thu nhập, gọi là thu nhập phụ thôi, chút chút gì ví dụ như một tháng được một tí cũng vui đó, để mình làm mình cũng vui đó. Thì không có làm giống như Phương Văn vậy đó. Phương Văn cũng cố gắng tối về làm kiếm thêm, thì mong quý bà con cô bác ủng hộ. Phương Văn có hai kênh, kênh Phương Văn Official và kênh Người Trong Cuộc Phương Văn. Riêng cái kênh Phương Văn Official thì Phương Văn có chia sẻ thêm mà cập nhật tin tức hàng ngày. Có những cái tin tức nào mà hot nổi bật thì Phương Văn sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý khán giả. Và Phương Văn cũng có bán một số sản phẩm làm đẹp cho chị em phụ nữ. Nếu quý chị em phụ nữ nào mà tham khảo xem, và số điện thoại thì Phương Văn để trên màn hình, nếu mà có cần tư vấn hoặc là cần hỏi chăm sóc da như thế nào thì Phương Văn sẵn sàng chia sẻ cho quý khán giả. Nhắn tin, gọi điện thoại không được thì nhắn tin. Kính thưa quý vị khán giả, tới ngày hôm nay mà về cái câu chuyện của chị Hiệp thì đâu đó những người khác sân si cũng lại nói về nhân vật của chị Hằng Cali, hết người này nói tới người kia nói. Thì cái việc mà hôm nay chị Hiệp chị đã làm được kênh YouTube và chị tự up lên lại vậy, như vậy là chị đã quá thành công. Chị Hằng giúp đỡ như vậy là quá có phước rồi. Có một số khán giả bình luận nói là chị Hiệp là ham chồng, ham có chồng. Thật sự mà nói, kính thưa quý vị khán giả, tuổi đời mình còn trẻ mà, đôi khi một mình mà chăm con còn nhỏ như vậy cũng cần có cái bờ vai để tựa. Ai cũng vậy, cần có một cái bờ vai để tựa. Mình phụ nữ mà tay yếu chân mềm, nhưng mà cần những người đàn ông ở trong nhà để có những cái việc mà lớn lao hơn. Thì mình làm không được thì đàn ông làm, bởi vì có đàn ông, có đàn bà cùng một mái ấm gia đình để hỗ trợ với nhau, thương yêu đùm bọc với nhau trong cõi đời này. Chứ nếu mà mình sống một mình hoặc là mình làm cái gì cũng tự một mình thì đôi khi mình cảm thấy cũng tủi thân vô cùng lắm. Cho nên là mình cần lấy chồng, mình cần có một cái tình thương. Còn nếu mà lấy mà khổ quá, nếu mà bị hành hạ về tinh thần và mình khổ, mình chăm lo cho họ quá mà họ lợi dụng, thì nên tự bản thân mình khổ quá, mình chịu không nổi tự mình bung. Chứ không ai mà ép mình được, mà cũng không ai nói mình để rứt ra được. Tại vì tình yêu mà quý vị khán giả thì từng thấy tại sao nhiều người là yêu bỏ cha bỏ mẹ luôn, rồi lúc yêu rồi cái gì nó cũng đẹp, yêu mờ cả mắt, ai cũng yêu. Nói chung là khi mình lớn lên là ai cũng yêu, chứ không phải là nói là không yêu. Không yêu trước thì cũng yêu sau. Ví dụ như những người cô chú bác ngày xưa, cái thời mà của ba mẹ Phương Văn đó thì coi như là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thấy các cô đó, cha mẹ thấy cô đó muốn cưới cho con mình là đi cưới thôi, chưa hề quen biết nhau. Nhưng mà trước đó là chưa yêu, nhưng mà sau lấy chồng rồi cũng yêu chồng, cũng yêu vợ đó, rồi đẻ ra 5-7 đứa con đó. Con người chúng ta dù ở tuổi tác nào cũng có tình yêu, không yêu trước thì cũng yêu sau, có tình yêu gắn bó vợ chồng con cái. Cho nên vì sao mà quý bà con thấy thương rồi đôi khi quý bà con nói là chị Hiệp là ham chồng, nhưng mà thực sự không phải. Đôi khi sống một mình ở đất nước Mỹ nè, ở Việt Nam thấy một mình còn cảm thấy là cô đơn, chứ đừng có nói ở nước Mỹ xa xôi như vậy, người thân không có việc gì cũng không ai giúp, thì cần có người đàn ông bên cạnh. Nhưng mà cuối cùng thì gặp cái người đàn ông không đàng hoàng tử tế lại làm tổn thương mình và lại tiếp tục bị đau khổ thêm một lần nữa. Quý bà con thấy không, cuộc đời phụ nữ không có ai muốn mà mình như vậy, chỉ luôn lúc nào cũng muốn hạnh phúc giàu sang. Cái điều mơ ước đó ai cũng mơ ước, mà trong cuộc đời mình có mấy ai làm được cả hai điều thì đó là hạnh phúc lắm đó quý bà con. Đôi khi mình không nói trước được, tương lai mình cũng không biết trước được, nhưng mà mình cố gắng hết sức trong cái thời điểm nào thì hay thời điểm ấy. Giống như chị Hiệp bây giờ là một mình, vừa đi làm mà vừa nuôi mấy đứa nhỏ, vừa đưa con cái đi học đó. Tưởng đâu là gặp một người đàn ông yêu thương giúp đỡ để đi tới trọn cuộc đời, nhưng mà không ngờ thì gặp một người lại không có tốt đó, ăn uống rượu bia vô rồi chửi tối ngày như vậy thì không có chịu nổi. Và có nhiều cái bình luận trong những cái video khác thì Phương Văn cũng đã biết là nói chị Hiệp là đọc mà còn sai. Thật sự quý khán giả là chị Hiệp chị rất là thật thà. Trong cái video chị đã chia sẻ hết, chị mới vừa học lớp 4. Khi mà Phương Văn coi cái video của chị Hiệp chia sẻ đó, thật sự là rất là thương và xúc động vô cùng. Nói chung là cái hoàn cảnh trái ngang, rồi chị Hiệp lại nghỉ học sớm, rồi bươn chải trong cuộc sống đời thường. Nhưng mà trời cũng thương quý vị khán giả, người ta mất cái này mà người ta được cái khác. Thì chị Hiệp lại là đi học nghề, làm nghề neo, nghề tóc này kia nọ, cho nên tới ngày hôm nay qua Mỹ, chính bản thân chị là tự đứng lên đôi chân của mình và tự đi làm neo, làm tóc, có nghề nghiệp làm đó. Còn cái việc tiếng Anh thì quý vị khán giả thấy là một cái ngôn ngữ khác, có học thì mới biết, mới đọc đúng. Còn nếu mà mình không học thì mình đọc có đúng đâu. Giống như bây giờ mình đọc tiếng Trung Quốc đi, mình không có học làm sao mình đọc cho đúng. Cho nên là nhiều quý vị khán giả cũng thông cảm. Chứ giả lại nữa là chị Hiệp là viết sai chính tả, tiếng Việt á, có sai chính tả thì quý bà con cũng, cô bác cũng thông cảm. Cái chuyện đó thì cũng đừng khắt khe, tại vì chúng ta là trên YouTube thì chia sẻ tình cảm yêu thương. Còn những gì mà có sai sót á, thì mong quý bà con cô bác bỏ qua. Và mong rằng là sau này quý khán giả đã hiểu được thì đăng ký giúp cho chị Hiệp để có nhiều lượt xem, cũng như là nhiều sub để cái kênh phát triển, để thêm một cái động lực để chị ấy tiếp tục sống cho cái cuộc đời này cảm thấy có nhiều niềm vui, có nhiều cái động lực để tiếp tục một cái cuộc hành trình dài trên đất Mỹ. Thôi thì Phương Văn xin phép dừng video ở đây. Mong tất cả quý bà con cô bác thương ủng hộ tinh thần cho chị Hiệp, cũng như ủng hộ cho những người làm những cái việc thiện và những người đang trong lúc khó khăn nhất. Thôi thì quý khán giả có xem được những cái kênh anh chị em nào làm YouTube mà gặp những cái hoàn cảnh hoặc là mình mến thì đăng ký để ủng hộ. Mong tất cả quý vị khán giả luôn đồng hành cùng với Phương Văn. Một lần nữa xin Nga chân thành cảm ơn tất cả quý bà con cô bác rất là nhiều. Chúc quý vị khán giả nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui. Xin Nga cảm ơn và hẹn lại video sau.